Giới thiệu với các bạn, đây là hạt giống ngô nếp lai F1 HL88 của tập đoàn Vinasit. Ở trên bao bì có tem chống hàng giả. Gói này là gói 500g. Đây là giống ngô nếp cho năng suất cao, chất lượng ngon nhất tại Việt Nam. Đây là mặt trước bao bì. Mặt sau bao bì ghi thông tin về đặc tính giống. Ngô nếp HL88 là giống ngô nếp ngắn ngày, cho năng suất cao, chất lượng ăn rất ngon, mềm và dẻo ngọt. Thời gian thu hoạch từ 66 đến 68 ngày sau khi gieo. Giống trồng được quanh năm, lượng giống trung bình từ 16 đến 18 kg trên 1 hecta. Cách bón phân và cách phòng bột trừ sâu bệnh có ghi chi tiết trên bao bì. Vậy là đặt chấm liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.